Thưa quý vị, mới đây, hãng hàng không Vietjet đang triển khai chương trình khuyến mãi 50% giá vé hạng Skybus và 55% giá vé hạng Skybus Business. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 15 tháng 9 đến 24 giờ ngày 30 tháng 9, khách hàng mua vé trên website, ứng dụng điện thoại Vietjet Air sẽ được giảm từ 50 đến 55% giá vé, chưa tính thuế phí. Chương trình áp dụng trên tất cả các đường bay nội địa, với thời gian bay từ 15 tháng 9 đến 20 tháng 12. Bên cạnh đó, khi đặt vé và thanh toán qua Vietjet Sky Club, khách hàng cũng có thể áp dụng chương trình bay trước trả sau chỉ với 3 phút làm thủ tục trực tuyến. Khách hàng của hạng vé này sẽ được trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ ưu Việt dành riêng như 40 cân hành lý ký gửi, 18 cân hành lý sách tay cùng bộ dụng cụ chơi gôn tới 15 kg. Miễn phí thay đổi chuyến bay, ngày bay, hành trình, sử dụng phòng chờ hạng sang, ưu tiên làm thủ tục, ưu tiên ra cửa khởi hành và tàu bay đại diện hãng cho biết chương trình khuyến mại này là món quà nhằm giúp hành khách có thêm nhiều trải nghiệm khi sử dụng các chuyến bay của vietjet